Ba ngày đại lộc cúng Tết Thanh Minh, bể trên ưng ý, tổ tiên ban lộc. Từ nay đến cuối năm 2024, bình an, phát tài giàu có. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, chúng ta đã biết Tết Thanh Minh là cái ngày lễ quan trọng của người Việt để tưởng nhớ đến tổ tiên. Vào cái ngày này thì người xa xưa, đặc biệt là những người xa quê thì đều cố gắng sắp xếp thời gian để về tảo mộ tổ tiên để bày tỏ cái tấm lòng thành kính, sự hiếu thuận của mình với cái đấng bề trên cũng như là những người sinh ra mình. Vậy thì một cái điều câu hỏi đặt ra là Tết Thanh Minh năm 2024 thì nó diễn ra vào ngày nào? Thưa quý vị, nói chung ấy, Tết Thanh Minh thông thường nó được diễn ra vào trong khoảng thời gian cố định và bắt đầu từ ngày mùng 4 hoặc là mùng 5 tháng 4 sau khi kết thúc cái Thanh Minh thì nó rơi vào ngày 19 ngày 20. Tết Thanh Minh năm 2024 nó Giáp Thìn sẽ rơi vào từ ngày 26 tháng 2 âm lịch đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Vào cái ngày lễ này thì con cháu thường tụ họp về thăm mộ ông bà tổ tiên, cùng nhau dọn dẹp và bày biện mâm cơm cúng tươm tất dâng lên tổ tiên, cầu mong được sự phù hộ độ trì cho các thành viên trong gia đình được bình an khỏe mạnh. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng cái lễ Tết Thanh Minh. Lễ Tết Thanh Minh nó diễn ra trong khoảng 15 ngày. Từ ngày 26 tháng 2 âm lịch đến ngày mùng 10 tháng 3 dương lịch. Vậy thì trong cái khoảng thời gian đó thì chúng ta sẽ cúng Thanh Minh vào cái ngày nào và giờ nào để được giàu sang phú quý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thì đầu tiên trước khi bước vào cái phần tìm hiểu về cái ngày giờ tốt để chúng ta cúng cái Tết Thanh Minh thì chúng ta cũng biết cái Tết Thanh Minh nó là cái tiết thứ 5 trong 24 tiết khí được lập lịch theo cái quan niệm của các quốc gia phương Đông, bắt đầu từ ngày lập xuân đến xong 45 ngày sau là đông chí là 105 ngày. Thanh Minh nó trong nghĩa đen ấy có nghĩa là gì? Khí trời mát mẻ, quang đãng. Tiết Thanh Minh kéo dài khoảng 15 đến 16 ngày và ngày đầu tiên thì được gọi là Tết Thanh Minh. Chúng ta cùng xét về ý nghĩa của Tết Thanh Minh. Thưa quý vị, theo truyền thống của người Việt thì Tết Thanh Minh là một ngày mà con cháu tưởng nhớ về nguồn cội của tổ tiên. Dù đi làm xa thì vào cái ngày này cũng về tụ họp để tảo mộ, quây quần, làm cái mâm cỗ cúng tươm tất để thể hiện cái lòng thành kính với ông bà tổ tiên. Khi tảo mộ thì người dân thường sửa sang, quét dọn mộ phần của gia đình và những cái nấm mồ vô chủ hoặc là những cái mộ phần ít người viếng thăm. Mọi người cũng sẽ thắp cho mỗi một ngôi mộ xung quanh một nén hương để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với những người đã khuất. Thì ngoài ra, ngày lễ này còn dạy con cháu biết kính trọng, yêu thương, thể hiện cái tấm lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ khi mà còn sống, làm trọn cái đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp mà tổ tiên đã dạy dỗ chúng ta. Tiếp theo là gì? Trong ngày Tết Thanh Minh thì chúng ta thường làm những việc gì? Quý vị thân mến, ngày Tết Thanh Minh thì người dân Việt Nam thường có cái tục lệ đi tảo mộ ông bà tổ tiên, con cháu đến nghĩa trang, đến nghĩa địa để sửa sang, dọn dẹp mộ phần, chuẩn bị cái lễ vật và thắp hương cho mộ phần. Sau khi tảo mộ xong thì con cháu về dâng mâm cơm cúng ra tiên để chuẩn bị sẵn trước đó, cùng sum vầy trò chuyện và ăn uống bên nhau để gắn kết cái tình cảm gia đình. Nói chung ấy, trong cái mâm lễ cúng Thanh Minh thì thường có những cái lễ vật sau. Quý vị thân mến, thì tùy theo cái phong tục của từng địa phương mà cái mâm cúng Tết Thanh Minh cũng sẽ có sự chuẩn bị khác nhau, nhưng mà chủ yếu vẫn là một mâm cơm để dâng lên ông bà tổ tiên. Cái lễ vật cúng Tết Thanh Minh thường bao gồm có xôi, gà, cơm canh măng, miến xào, chầu cau, hoa quả, tiền vàng, hương hoa, đèn cầy, vân vân. Tùy theo cái phong tục tập quán của địa phương mà quý vị cũng sẽ có những cái lễ vật khác nhau nhé. Còn sau đây là cái cách cúng ở ngoài mộ cũng như là ở trong nhà. Thưa quý vị, đầu tiên là cách cúng ở ngoài mộ. Sau khi tảo mộ xong thì gia chủ bắt đầu sắp xếp đồ lễ cúng, hoa quả và tiền vàng được đặt chung. Những cái lễ vật mặn thì đặt riêng, sau đó gia chủ thắp nhang. Quý vị có thể thắp một hoặc ba nén nhang và vái ba lần để bày tỏ cái tấm lòng thành kính với thổ công. Tiếp đó là mời gia tiên và bắt đầu đọc cái bài văn khấn Tết Thanh Minh. Thì cái bài văn khấn đã được Tử Thông chia sẻ ở trong những video trước đó, thì quý vị có thể theo dõi kênh Đạo Sĩ Tử Thông để được cập nhật những cái bài văn khấn mới nhất.
Hoặc là quý vị cũng có thể tham khảo thêm cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư để gì chuẩn bị cho mình những cái bài văn khấn thanh minh đó, giúp cho quý vị gì cầu gì được nấy nhá. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Trong này có 77 bài văn khấn để cho quý vị lựa chọn trong các dịp lễ Tết, Dỗ Chạp, ngày rằm, ngày mùng 1 nhé. Thưa quý vị, sau khi mà thắp hương xong ấy, mà trong cái lúc chờ đến lúc hương tàn thì gia chủ cùng các thành viên có thể ra cái khu mộ để thắp hương và xin phép được dọn dẹp. Khi mà tuần hương được 2/3 thì gia chủ có thể làm lễ tạ hóa vàng mã và xin lộc rồi ra về. Tiếp theo là cách cúng tại nhà. Thì trước khi cúng, gia chủ cũng cần dọn dẹp nhà cửa đấy, và dọn dẹp bàn thờ tổ tiên một cách sạch sẽ, sắp xếp đồ cúng ngăn nắp. Bên cạnh đó, quý vị cũng sẽ sử dụng một cái nước lau dọn bàn thờ nhất tâm hương để mà lau dọn bàn thờ. Khi mà lau dọn bàn thờ, quý vị phải dùng khăn sạch, khăn mới nhé. Thì khăn sạch này cũng được đi kèm với cái chai nước nhất tâm hương đó. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước nhất tâm hương lau dọn bàn thờ được thơm tho sạch sẽ để cúng ông bà tổ tiên được trang trọng và linh thiêng hơn đó. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta chuẩn bị mâm cỗ để sẵn sàng cúng khi mà cúng thanh minh ở ngoài mộ về. Khi cúng thì gia chủ thắp hương khấn vái tương tự như là cái tục cúng khác. Quý vị nên thành tâm và thể hiện cái lòng thành kính của mình với tổ tiên. Trước khi đi vào những cái ngày tốt đẹp để chúng ta tiến hành cái nghi lễ cúng Tết Thanh Minh ấy, thì Tử Thâm cũng chia sẻ cùng quý vị một chút về những cái lưu ý trong ngày Tết Thanh Minh. Thưa quý vị, khi mà đi tảo mộ trong ngày Tết Thanh Minh thì quý vị cũng cần phải lưu ý một số cái vấn đề sau đây. Trước khi dọn dẹp mộ phần thì quý vị nên thắp hương khấn vái gia tiên để xin phép phát quang cỏ rậm, bồi đắp thêm vào đất đó. Trồng thêm các cây xanh tươi hoặc là quét dọn cái khu vực xung quanh thật sạch sẽ, tránh dẫm đạp lên mộ hay là đá những đồ cúng của người khác khi mà đi qua mộ phần. Phụ nữ mang thai hoặc là phụ nữ đang trong cái thời kỳ kinh nguyệt ấy, thì hoặc là những người bị phong hàn thấp khớp thì không nên đi tảo mộ trong thời gian này. Bên cạnh đó, trong khi mà chúng ta tảo mộ, quý vị cũng nên hạn chế chụp ảnh, quay video tại khu vực nghĩa trang. Một cái điều kiêng kỵ nữa là quý vị cũng không nên nói chuyện lớn hoặc là la hét, cười đùa hay là bàn tán chỉ trỏ người này người khác khi mà đi tảo mộ để thể hiện cái tấm lòng thành kính với những người đã khuất. Tiếp theo chương trình, Tử Thâm sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để cho quý vị tiến hành cái công việc là thắp hương, tảo mộ, cái ngày Tết Thanh Minh. Vậy thì đó là những ngày nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, cái Tết Thanh Minh năm 2024 năm Giáp Thìn nó khởi từ ngày 4 tháng 4 dương lịch năm 2024, tức là nó sẽ rơi vào ngày 26 tháng 2 âm lịch là ngày Mậu Tuất. Đến ngày 18 tháng 4 dương lịch năm 2024, tức là nó sẽ rơi vào ngày Nhâm Tý. Và để tìm ra những ngày tốt để tiến hành cái công việc là thắp hương khấn vái trong cái dịp Tết Thanh Minh ấy, thì quý vị sẽ sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra những ngày tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc là thắp hương trong ngày Tết Thanh Minh được suôn sẻ, may mắn và bình an. Quý vị hãy mở trang 164 của quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư đấy, để gì chuẩn bị cho mình những cái ngày tốt nhất. Thưa quý vị, thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư nhé. Quyển này là quyển sách dùng trọn đời. Quý vị chỉ cần có một cái tập lịch đấy là quý vị có thể xem được mọi ngày tốt đến để tất cả các năm trong đời đó. Thưa quý vị, thì chúng ta biết cái ngày Tết Thanh Minh nó khởi từ ngày 4 tháng 4 dương lịch, tức là ngày 26 tháng 2 là ngày Mậu Tuất, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ xem từ ngày 26 tháng 2 ngày Mậu Tuất đến ngày 10 tháng 3 ngày Nhâm Tý thì chúng ta sẽ có những ngày tốt nào nhé. Ngày đầu tiên chúng ta xét là ngày Mậu Tuất. Ngày Mậu Tuất, tức là ngày 26 tháng 2 thì chư thần tại Thiên Hồng Ngọc Hoàng Thượng Đế làm sổ sách sinh tử, ghi thiện ác của nhân gian địa phủ. Nếu mà ai làm lễ cầu thọ, tế tạ, thượng biểu trương, chiêu hồn thì rất là tốt. Nên đây là một ngày tuyệt vời để quý vị tiến hành công việc là cúng Tết Thanh Minh. Và đây cũng là cái ngày đầu tiên của Tết Thanh Minh nhé. Vậy nên là quý vị có thể là tận dụng cái cơ hội này để tiến hành cúng Tết Thanh Minh cho được thuận lợi và may mắn. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày 27 là ngày Kỷ Hợi, đúng không ạ? Ngày 28 tháng 2 là ngày Canh Tý và ngày 29 tháng 2 là ngày Tân Sửu. Thì trong 3 ngày này chư thần tại thiên nếu mà cầu phúc tế tự thì bị bệnh tật và tai vạ xấu. Đó, đây là một ngày xấu nhé, quý vị không nên dùng. Tiếp theo chúng ta còn xét đến ngày 29 tháng 2 là ngày Nhâm Dần, đúng không ạ?
Ngày 29 tháng 2 là ngày Nhâm Dần thì nó là một ngày không tốt đấy. Tiếp theo chúng ta còn xét ngày 30 tháng 2 là ngày Nhâm Dần. Ngày Nhâm Dần ấy vào ngày mùng 1 tháng 3 đó là ngày Quý Mão, thì hai ngày Nhâm Dần và ngày Quý Mão thì chư thần hội họp để ký sớ, ai làm lễ cầu phúc thì cũng rất là tốt. Vậy nên chúng ta có thể tiến hành cái ngày mà cúng Tết Thanh Minh vào cái ngày 30 tháng 2 Nhâm Dần và ngày mùng 1 tháng 3 ngày Quý Mão nhé. Đó. Tiếp đến chúng ta xét đến ngày mùng 2 tháng 3 là ngày Giáp Thìn. Ngày Giáp Thìn thì chư thần tại cung trời lễ bái cầu phúc thì cũng rất là tốt. Nên ngày mùng 2 tháng 3 âm lịch thì cũng là một cái ngày tốt để chúng ta cúng Tết Thanh Minh. Tiếp đến là cái ngày mùng 3 tháng 3 là ngày Ất Tỵ. Thì trong cái ngày Ất Tỵ thì chư thần tại nhân gian địa phủ cầu phúc tế tự lễ bái thì cũng rất là tốt. Đó. Như vậy ngày mùng 3 tháng 3 cũng là một ngày tốt để chúng ta tiến hành cúng Tết Thanh Minh. Nhưng mà ngày mùng 3 tháng 3 ấy, thì nó rơi vào ngày Tam Nương và nó cũng là một cái ngày lễ gọi là cái Tết hẳn thực ấy. Vậy nên quý vị cũng có thể tranh thủ cái ngày này để cúng hai cái lễ cùng một lúc được. Tiếp theo là đến ngày mùng 4 tháng 3. Ngày mùng 4 tháng 3 nó là ngày Bính Ngọ, thì chư thần ở trên trời không có ở nhân gian địa phủ. Nếu mà làm lễ bái cầu phúc thì rất là xấu. Vậy nên quý vị làm gì thì làm nhé, tránh ngày mùng 4 tháng 3 ra nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến ngày mùng 5 tháng 3 là ngày Đinh Mùi. Cái ngày Đinh Mùi thì chư thần tại địa phủ nếu mà cầu phúc lễ bái biểu trương đấy, thì cũng rất là tốt. Vậy nên là gì? Đây cũng là một ngày tốt. Quý vị nhớ nhé, ngày mùng 5 tháng 3 là ngày tốt. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày mùng 6 tháng 3 là ngày Mậu Thân. Ngày Mậu Thân thì chư thần ở trên trời không có ở nhân gian địa phủ, nếu mà làm lễ bái thì bị sát sư tổn gia trưởng, không tốt, là một ngày xấu. Tiếp theo chúng ta xét ngày mùng 7 tháng 3 là ngày Kỷ Dậu. Thì ngày Kỷ Dậu trên thượng giới có lệnh đại ân xá, nếu làm lễ bái tế tự tiến điền là rất tốt. Đó. Như vậy ngày mùng 7 tháng 3 cũng là một ngày tốt nhé. Tiếp theo ngày mùng 8 tháng 3 là ngày Canh Tuất, ngày mùng 9 tháng 3 là ngày Tân Hợi. Thì hai cái ngày Canh Tuất và ngày Tân Hợi thì chư thần tại thiên nếu làm lễ bái thì tạm tốt, còn biểu trương thì lại gì xấu, đấy rất xấu, quý vị không nên dùng hai cái ngày Mậu Tuất và Kỷ Hợi, đúng không ạ? Tiếp theo cuối cùng là ngày mùng 10 tháng 3 là ngày Nhâm Tý. Ngày Nhâm Tý thì lễ bái xấu vì các thần đều ở trên thiên cung nên là gì không dùng được. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tìm ra cho quý vị những cái ngày tốt nhất để quý vị tiến hành cúng cái lễ Tết Thanh Minh. Đó. Thì sau đây Tử Thông sẽ tổng hợp quý vị theo dõi trên bảng nhé. Đây là những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành cúng Tết Thanh Minh. Ngày tốt đầu tiên là ngày 26 tháng 2 âm lịch là ngày Mậu Tuất. Ngày tốt thứ hai là ngày 30 tháng 2 là ngày Nhâm Dần. Ngày tốt thứ ba là ngày mùng 1 tháng 3 là ngày Quý Mão. Ngày tốt thứ tư là ngày mùng 2 tháng 3 là ngày Giáp Thìn. Ngày tốt thứ năm là ngày mùng 3 tháng 3 là ngày Ất Tỵ. Ngày tốt thứ sáu là ngày mùng 5 tháng 3 là ngày Đinh Mùi. Và ngày tốt thứ bảy là ngày mùng 7 tháng 3 là ngày Kỷ Dậu. Đó là 7 cái ngày tốt để chúng ta tiến hành cúng Tết Thanh Minh của năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì quý vị cứ theo dõi trên bảng nhé. Đây là 7 cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng Tết Thanh Minh được thuận lợi, may mắn và hanh thông. Đó. Thì ngoài ra để tìm ra những giờ tốt trong ngày thì quý vị hãy mở cái trang 127. Ở trang 127 sẽ là những cái cách chọn ra giờ tốt. Thì quý vị sẽ dựa vào quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư này để tìm ra cho mình những cái giờ tốt để cúng Tết Thanh Minh cho được thuận lợi và may mắn nhé. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình ra những ngày tốt giờ tốt để quý vị tiến hành xem mọi việc cho được thuận lợi may mắn. Từ công việc động thổ xây nhà, cưới hỏi, ma chay, đến lễ an táng, nhập trạch v.v. thì đều có hết trong quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư. Quý vị chỉ việc tra bảng và có một cái quyển lịch thì sẽ tra được tất cả những ngày tốt trong tháng. Đó. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành cúng Tết Thanh Minh. Trong cái thời gian từ nay đến Tết Thanh Minh thì chúng ta sẽ có 7 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cúng Tết Thanh Minh. Đó là những ngày tốt sau. 1 là ngày 26 tháng 2, ngày Mậu Tuất. 2 là ngày 30 tháng 2, ngày Nhâm Dần. Ngày tốt thứ 3 là ngày mùng 1 tháng 3, ngày Quý Mão. Ngày tốt thứ 4 là ngày mùng 2 tháng 3, ngày Giáp Thìn. Ngày tốt thứ 5 là ngày mùng 5 tháng 3, là ngày Ất Tỵ. Ngày tốt thứ 6 là ngày mùng 5 tháng 3, là ngày Đinh Mùi. Ngày tốt thứ 7 là ngày mùng 7 tháng 3, là ngày Kỷ Dậu. Đó là những ngày đại cát đại lợi, cúng Tết Thanh Minh vào những ngày này dễ được giàu sang phú quý. Đấy. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.